Nga đăng ký vaccine ngừa Covid-19 dạng xịt mũi đầu tiên trên thế giới. Ngày 1 tháng 4, Bộ Y tế Nga cho biết vaccine Covid-19 dạng xịt mũi đầu tiên trên thế giới đã được đăng ký tại nước này. Đó là vaccine Covid-19 gam Covid-Vac của Sputnik V. Do Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật Gamaleya thuộc Bộ Y tế Nga phát triển. Theo Bộ Y tế Nga, vaccine Covid-19 dạng xịt này gồm hai thành phần dựa trên các vector 16 và 15, được xịt vào khoang mũi, khoảng cách giữa hai lần xịt là 3 tuần. Tại thời điểm này, việc sử dụng vaccine được phép trong điều kiện của các tổ chức y tế thực hiện chủng ngừa cho người từ 18 tuổi trở lên. Bộ Y tế Nga cũng cho hay, loại vaccine này hình thành miễn dịch niêm mạc chống lại virus SARS-CoV-2 trên bề mặt niêm mạc đường hô hấp, cũng như miễn dịch dịch thể vào tế bào trào máu. Hàn Quốc đứng đầu toàn cầu về số ca mắc Covid-19 mới và số người tử vong trong vòng 24 giờ qua. Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,2 triệu ca mắc Covid-19 và trên 3.100 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 489,5 triệu ca, trong đó trên 6,16 triệu ca tử vong. Ba quốc gia có số ca mắc Covid-19 trong vòng 24 giờ qua cao nhất thế giới là Hàn Quốc với 280.187 ca, Đức 231.910 ca và Pháp 148.629 ca. Ba quốc gia có số ca tử vong trong vòng 24 giờ qua cao nhất thế giới là Hàn Quốc với 360 ca, Nga 342 ca và Đức là 297 ca. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng ngày hôm nay trên Alo Bác sĩ. Để biết thêm những thông tin mới nhất về y tế xã hội, xin mời quý vị truy cập vào website alobacsi.com cũng như là kênh YouTube của chúng tôi Video Alo Bác sĩ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe